Hai, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Tài. Thì cũng khá là lâu rồi, thì tầm khoảng hơn một tháng á, sau Tết thì Tài cũng lu bu quá nhiều công việc thì cũng chưa có ra một cái video nào mới gửi đến anh em. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì showroom Tài có một cái sự kiện khá là quan trọng cũng như là khá là đặc biệt. À, đây như anh em có thể thấy phía sau lưng Tài là đang có một cái backdrop thì đang có ghi là sự kiện giới thiệu và bàn giao xe BMW S1000 RR mới và dòng xe là BMW M1000R. Thì đây thì trên cái hình backdrop nó sẽ có cái mẫu model mới của cái dòng S1000R anh em. Thì phía sau lưng Tài đây đang là hai siêu phẩm đang được chùm bởi một cái khăn màu đen rồi. Thì bây giờ anh em hãy cùng Tài tham quan một vòng xem cái khâu chuẩn bị của bên Tài như thế nào cũng như là tham gia cùng Tài cái sự kiện này nhé. Ok, let's go. Rồi, như anh em có thể thấy thì hiện tại là mấy anh em phía sau đang sắp bàn ghế ra để đón tiếp mấy anh em mô tô. Trời, phía sau mấy anh em hình như là, để coi, mấy anh em hình như là mô tô giống mô tô liên quận quá anh em, giống như mấy anh em mô tô liên quận xuống chơi á. Đây thì buổi tối thì bàn ghế thì sắp đây chắc cũng khoảng là gần 50 ghế á, để tiếp chắc khoảng là hơn 50 khách hàng nha anh em. Rồi phía xa xa kia thì mấy anh em đang có một cái tiệc nướng BBQ. Rồi đây là khu vực để có những cái đồ ăn thức uống dành cho anh em sử dụng trong bữa tiệc. Rồi và đây có nguyên một cái dàn âm thanh luôn cho anh em nào thích ca thì lên ca đây góp vui cho chương trình nha anh em. Rồi thôi bây giờ thì Tài xin khép lại để tiếp mấy anh em phía sau xíu, rồi anh em hãy cùng Tài theo dõi cái quá trình của sự kiện này nhé. Ok. Lời nói đầu tiên tôi xin được thay mặt BMW Motorrad Bình Dương gửi lời trân trọng và lời chúc tốt đẹp đến quý vị đang có mặt tại sự kiện giới thiệu BMW S1000RR, BMW M1000RR và bàn giao đến vị khách hàng đầu tiên sở hữu BMW S1000RR tại Bình Dương. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng và bàn giao chiếc chìa khóa đến tay của vị chủ nhân chiếc siêu phẩm BMW S1000RR đầu tiên tại Bình Dương. Xin trân trọng kính mời Mr. Lin Sawen tiến lên sân khấu. Phiên bản mới ngày hôm nay mình thấy cái màu là rất là thích rồi, cái màu ngay màu mình thích, màu đỏ. Nói chung là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại vì dòng BMW á, đối với những anh em mà biker á là nó rất là an toàn và nó là một sự lựa chọn luôn luôn là đầu tiên của những anh em biker.